Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một giải thưởng cho tập thể đoàn kết, đó là văn phòng Gaza. Mặc dù là ở xa nhưng mà các anh chị em thì vẫn luôn gắn bó trong mọi hoạt động, đặc biệt là thể hiện trong đợt bình bầu cuối năm tốt ở trên forum ạ. Các anh chị và các bạn thân mến, ngoài các nhân viên và tập thể được khen thưởng với thành tích xuất sắc như ở trên, chúng ta còn có các giải thưởng phong trào, đó là Glassport, Glassstyle, Glassmile và Glassclub. Sau đây là danh sách các cá nhân đã được giải phong trào. Giải Glassstyle, tiêu chí của giải này đó là có phong cách riêng, thời trang và thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở và tạo được hiệu ứng. Và qua kết quả bình chọn ở trên forum thì giải thưởng này đã thuộc về chị Thái Hải Yến ở Gaza với bộ. Là nguồn động viên, khích lệ lớn lao giúp các cán bộ nhân viên có thêm năng say công việc và cống hiến nhiều hơn nữa.